giờ đây trời đông trời tây, làm thêm học thêm ngày đêm để kiếm sống, nhiều khi vẫn luôn phải trông ngóng hết tiền hết tiền. Ai ngày xưa hồn nhiên mà nay phải treo bàn chân trên đôi giày cao gót, mặt hoa giờ đây để son phấn miếng cười dù lòng không vui. Đã bao nhiêu ngày dài trong đất đất đời thân tôi mệt nhoài, thế giờ vẫn cứ nghèo hoài, tiền nơi đâu nhà nơi đâu, lãng quên đi một thời tìm kiếm mộng mơ tương lai. Mẹ nói là mẹ chỉ vô bệnh viện vài ngày thôi mà mẹ thất hứa với em. Giờ đâu còn ai kể chuyện cho em nghe nữa. Thôi, ngoan đi. Bây giờ lên lầu, rồi chị đọc truyện cho em nghe nha. Dạ. Chị, em đói quá. Em đói hả? Vậy đợi chị chút nha. Dạ. Không còn gì để ăn đâu chị. Chị tìm đôi bông tai bằng vàng á hả? Em nhớ là hồi bữa ba vô đây ba lấy đi rồi mà. Sao em không nói cho chị biết? Thì làm sao mà em biết được? Ba nói với em á là mấy mẫu đó cũ rồi, để ba đem đi đổi mẫu mới. Ai về đâu, ba đem đi mất tiêu luôn à. Giờ lấy gì mà ăn đây? Chị tính làm gì vậy? Chị định bán á hả? Ừ, chị hết cách rồi. Thôi, chị đừng có bán nữa. Em có tiền nè. Em mà cũng biết để dành tiền nữa hả? Em còn biết để dành tiền, chứ ai mà như chị. Thôi đi bà cụ non, cất vô đi. Thì cũng ăn được tuần chứ bộ. Cái gì mà ăn được một tuần? Ba ngày không biết có đủ không đó. Nè chị, chị ơi, cho em hai ổ bánh mì. Đầy đủ hả em? Dạ. Nhanh nhanh đi chị. Bánh mì của em nè. Bao nhiêu vậy chị? 20.000 em. Chạy đâu của em? Mấy người làm gì tôi vậy?
Làm cái gì hả? Làm cái gì một chút rồi mà sẽ biết. Tránh ra. Đứng đó. Chủ là Minh Trí, chủ quán ba sân khấu ca nhạc 234 đi. Có liên quan gì tôi đâu? Sao rụt đuổi tôi? Có chứ, có liên quan chứ. Chú là chủ nợ của ba con. Ba con nợ chú 5 tỷ chứ đâu phải ít đâu. Bây giờ trốn bạc tâm rồi. Bây giờ con phải có trách nhiệm trả nợ cho chú. Tôi không biết, tôi không có tiền. Con có tiền, con là một mỏ vàng kia mà. Cơ thể của con là một mỏ vàng. Đồ biến thái. Sao đại ca? Nói nhà đại ca. Cô có sao không vậy? Mày đứng lại. Đứng lại. Đi cái gì vậy? Nó đâu rồi? Mẹ nó, mày coi nó lên lầu mấy? Phụ mẹ mau lên. Dạ, con ra liền nè. Quay lên, chạy lên. Thằng kia, nhảy đường hả? Tránh ra. Bà làm gì mà mấy thằng mặt ngựa đuổi theo dữ vậy? Thì mấy người đó thấy tôi đẹp. Chắc mấy thằng đó mắt bị bù lệch ăn hết rồi. Có ông á, mắt ông bị bù lệch ăn thì có. Làm gì vậy? Của bà nè. Ở đâu vậy? Cái đồ ăn cắp. Cái gì? Bà nói ăn cắp. Làm rớt ở ngoài đường tôi lượm cho, còn nói tôi ăn cắp hả? Đúng là vô văn hóa. Nãy là vô văn hóa đó. Người có văn hóa khi mà người khác giúp thì phải cảm ơn chứ. Lúc nãy nếu mà không có tôi ra tay cứu bà thì chắc giờ bà bị bắt cóc rồi, biết không? Đừng ở đó mà lên mặt nghe chưa. Tôi cảm ơn. Nè, đừng có nghĩ mình là thiên nga trắng rồi muốn lên mặt với ai thì lên nghe chưa. Sao không biết tôi là thiên nga trắng? Là diễn viên múa ba lê, có gì danh giá đâu mà phải lên mặt chứ. Ê, 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 cái ông kia, cho tôi nhờ chút đi. Ê, người ta kêu không nghe hả? Sao,
Nhờ gì? Ờ, thì nhà ông ở chung cư trên kia hả? Ờ, thì sao? Ờ, thì tôi nhớ hôm trước á, ông với một đám bụi đời nhảy nhót trước nhà tôi là sao hả? Cái gì? Sao là sao? Ừ, tôi bùi đời đó. Nhưng mà ít ra tôi chưa có ăn trộm ăn cắp gì của ai hết đó. Rồi bây giờ tiểu thư đại cát muốn thằng bùi đời này giúp cái gì? Ý tôi không phải vậy. Tôi đâu có ý gì đâu. Thì tôi tính nhờ ông á với mấy người bạn của ông làm vệ sĩ đưa tôi về nhà được không? Bộ bà sợ mấy anh kia bắt cóc nữa hả? Nhà tôi có đứa em nữa đang đợi mua bánh mì về. Tôi sợ trên đường về bị mấy người kia dí á, đưa tôi về đi. Ba của bà đâu? Ba tôi đi công tác rồi. Nhưng mà bây giờ tôi phải đi làm rồi, muốn giúp thì chờ đi. Nhanh nha bên ơi. Dạ rồi, anh đợi chút xíu. Em mời cho thêm một phần nữa. Dạ rồi, ok, anh đợi xíu. Một phần thịt nướng nữa luôn. Cho dĩa đầu bắp nước em ơi. Rồi rồi, anh đợi chút xíu. Hai ly trà đá luôn em. Dạ rồi, có liền. Thêm phần xiên nướng. Ờ biết rồi, chờ chút. Của bà nè, ăn đi. Đồ rẻ tiền ai thèm ăn. Nè, không ăn thì ngậm miệng lại. Ông làm chừng nào mới xong? Ông làm gì mà quá trời à? Tôi mệt rồi đó. Tôi rất cần tiền để đi thi, mà đây cũng là chỗ làm cuối cùng của tôi rồi còn gì nữa. Ê, mà ai mượn bà theo tôi làm gì hả? Em ơi, tính tiền. Dạ dạ, dạ em nghe rồi. Như vậy cân? Của anh là 101 tất cả. Thêm một phần nướng nữa đi anh ơi. Rồi rồi, có liền. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, cái mùi chết tiệt. Bám vô áo hôi quá à. Hôi gì mà hôi? Thơm muốn chết. Hôi thiệt mà. Ai mượn bà ngồi đó làm gì? Sao chưa già mà khó tính quá vậy? Chạy đi. Đứng lại, đứng lại. Bắt nó. Mẹ nó, đứng lại. Lên nhanh lên. Đứng lại thôi. Chạy nhanh đi. Chạy nha mày. Trời chết. Mày. Chạy đi. Đúng rồi. I do it for the turn up.
them boys and never lead a crib alone. Cause I keep one in my car and I got two at home. Yeah. They different kinds, but they do the same thing. Double A's, double barrel. Bang, bang. Yes, sir. I'm out here facing dragons, I ain't out my mind. Bang, bang. They coming from a soul, so it's bad that time. Bang, bang. Them lads, they trying to kill me if you don't believe me. I don't care, I can't take it easy. Yeah. I'm flipping a page, I'm trigger happy, you're clipping the gauge. Clicking and hitting the stage, hit you with truth, he's in every phrase. Deep, cut me deep, I'm diving in, diving hey, in. Hey. When I ride, I get deep, I'm alive. Yeah. Hey. 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 That's right. Hey. When I ride, I get the hey. You know we get it. Mới tới hả? Uh-huh. Hey. Manolo, man. When I ride, I get the come. I do it for the turn up. Nhìn lầm lầm mà ghê ta. Kiếm đâu ra nhỏ tiểu thư này vậy? Tên gì? Quen lâu chưa? Quen cái gì mà quen? Ừ. Cá tính dữ ta. Trả đây. Trả gì? Hình. Hình gì? Thôi trả cho nó đi. Sáng giờ lằng nhằng bực cả mình. À hiểu. Cái này đúng không? Đâu có dễ vậy. Chứ muốn gì? Thấy cô em cũng có nghề. Coi anh nhảy vài bước thử coi sao. I got enemies, I can't see them all, but they lurk. I flip that page on my trigger finger, stay watching. Thấy sao? Xong chưa? Xong rồi hả? Ờ. Điệu nhảy rẻ tiền. Cái gì? Nhảy đẳng cấp gì mà kêu rẻ tiền hả? Rẻ tiền thì tôi nói là rẻ tiền. Trả hình đây. Giờ có trả không? Có trả hình không? Thôi trả nó đi. Con nhỏ mất nết. Đây mất nết đó. Thôi. Khoan đã. Nè, cho mượn nè. Chi vậy? Thiệm lẽ đẹp vậy mà đi chân không cho người ta cười hả? Mang chân không đỡ hơn mang giày thúi. Ê. Sao? Ân hận rồi hả? Không. Vậy chứ giờ tiểu thư muốn thằng này giúp gì? Ông đưa tôi về được không? Tôi sợ người ta bắt cóc tôi. Bà mà cũng biết sợ hả? Mỹ, em ở đâu nãy giờ vậy? Sao chị gọi mà em không lên tiếng? Tự
Tự dưng có một đám người xông vô, em sợ quá nấp dưới gầm cầu thang. Đau hết cả bụng đây nè. Em có sao không? Có đau lắm không? Em có bị gì không? Em ở đây chờ chị hai chút nha. Dạ. Cảm ơn nha. Ông về đi. Bộ nhà bà có chuyện gì hả? Nhiều chuyện quá. Đi về đi. Ba của bà đâu? Cút đi. Đồ vô ơn. Đồ thấy ghét. Rồi đó. Ba hả? Alo. Ba hả? Ba đây. Ba đang đi trốn. Cái gì? Ba đang trốn ở nước ngoài. Ba đang trốn nợ nước ngoài hả? Ừ. Chị. Ba xin lỗi con. Ba đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng. Hai đứa tranh thủ dọn đồ. Chị. Qua nhà ca sĩ Tiến Hùng nhờ giúp đỡ nghe. Chị hai. Ba nghĩ Hùng sẽ giúp tụi con. Không. Không đời nào. Con sẽ không đi đâu hết đó. Vậy nha con. Chị. Alo. 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 Ba hả? Chị sao vậy? Khó lắm mà mới gọi về mà chị cúp máy. Trả cho người ta có mấy đồng lương à? Mà đòi hỏi làm như người ta thèm cái công việc này lắm á. Bớt quá lắm á người ta mới làm. Mày ủa đi ăn hả? Tôi đi ăn. Bà đi đâu vậy? Tôi đi giao rau mới giao xong nè. Hay quá, tôi cũng chưa ăn nữa. Hay là mình đi chung ha. Tôi sao vậy? My sắp đi du học rồi còn gì nữa. Đâu có còn nhiều cơ hội để đi ăn với nhau đâu. À, hay là đi ăn xong qua nhà mới chơi nha. Thôi, đừng có qua nhà tôi. Không có được qua nhà tôi đâu. Làm muốn hết hồn à. Mà sao vậy? Nhà tôi đang sửa ồn lắm, đừng qua. Vậy hả? Vậy thôi, khi khác qua cũng được. Giờ mình đi ăn nha, đi. Ủa, ai vậy? À, mình biết rồi. Tài xế mới nhà My đúng không? Chính xác. Chú là tài xế mới của Hà My. Mời tiểu thư lên xe. Dạ, con chào chú. Ồ, chào con. Sướng quá nha. Đi đâu cũng có xe đưa đón hết đó. Đến giờ rồi. Mời tiểu thư lên xe gấp. Ủa, My về liền luôn hả? Vậy cho tôi đi ké chứ nha. Tại hồi nãy xe tôi bị hư á, nên là phải đi xe buýt. À khoan đã con ạ. Con đi xe buýt nha. Bây giờ chú phải đưa tiểu thư về nhà gấp. Bye con nha. Hình như con bé chưa biết là nhà của con bị phá sản. Tới nơi rồi cô bé. Cậu không mau xuống đi. Không lẽ để chú ẵm xuống à? Xuống đi. Buông tôi ra. Xuống đi. Nhanh lên. Buông ra.
Nhìn lên. Ông làm cái gì vậy? Đây là sân khấu ca nhạc của chú đó con. Con tới đây để ca hát hàng đêm, kiếm tiền trả nợ cho bà con nha. Chú sẽ đào tạo, gọt giũa cho con thành ngôi sao ca nhạc sáng chói trong giới showbiz nha con. Đây là ca sĩ mới của quán ba mình. Tụi bay đem nó vô trong cho chuyên gia, mong má đào luyện nó. Dạ. Đi. Làm cái gì vậy? Buông ra. Đi. Buông ra. Được lắm. Để xem nào. Cũng được, ngon cơm lắm đó. Rốt cuộc ông muốn gì? Chú sẽ đào tạo cho con trở thành người mẫu. Sau đó con có nhiều tiền rồi trả nợ cho chú. Con thấy sao? Được quá đúng không? Coi nào, người mẫu. À không, siêu mẫu thì càng hay. Trở thành siêu mẫu rồi, con sẽ được đi đây đi đó, có nhiều tiền để thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Rồi biết đâu á, nhớ được anh đại gia nào đó, sống sung sướng cả đời thì sao? Thôi đi, tôi không rảnh nghe ông nói nhảm. Buông ra. Buông ra. Làm gì vậy? Buông ra. Đứng yên. Đồ ngu. Chú là ông bầu chuyên đào tạo sao nổi tiếng nhất đất Sài Gòn này. Tôi không cần. Không cần ông đào tạo tôi thành ngôi sao. Buông ra. Mày đứng yên. Mày không chịu trở thành ngôi sao thì mày phải ở đây múa hát suốt đời cho tao, nghe chưa? Tôi không thích mấy chỗ rác rưởi này. Dạ. Đi. Buông ra. Thả tôi ra. Đi mày. Thả tôi ra. Đúng rồi. Buông ra tôi. Trời ơi, mặt mình thấy ghê quá. Ê, mày làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Ê, nguy hiểm đó. Ngoan ngoãn nghe chưa? Nếu mà không nghe lời á, đại ca sẽ bắt mày tiếp khách thằng bét nghe chưa? Con hồn thì ngoan ngoãn. Được. Mà bây giờ tôi đau bụng quá. Bây giờ đau bụng quá. Đau bụng quá à. Tôi mất toilet. Có chuyện gì? Tôi bị tiêu chảy, sắp ra quần rồi. Đưa tôi đi toilet đi. Đau bụng quá à. Đau bụng quá. Thôi được rồi, đi lẹ đi. Đau quá. Sao lâu vậy? Sao rồi mày? Mình trốn mất tiêu rồi, bây giờ sao đây? Thử trong đây thì làm sao mà nó trốn được. Kiếm nhanh đi. Ông tưởng mà biết là coi như tao với mày chết cắt đó. Kiếm đi. Không lẽ có nhiêu đây mà kiếm không ra? Kiếm trong kia chưa? Để tao, mày qua bên này đi. Tao bên này rồi. Chạy qua bên kia. Đâu rồi, trong đó rồi luôn. Mày vô kia thử đi. Đi chung.
Muốn trốn hả? Không dễ đâu con. Sao hả cô bé? Muốn trốn khỏi đây à? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Đại ca, lần sau mà tụi mày không cẩn thận là có chừng tao nghe chưa. Xem nào, sẽ như thế nào về tiết mục thú vị tiếp theo. Chào các bạn, các bạn thân mến, hôm nay quán bar của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một khẩu vị hoàn toàn mới lạ. Sau đây sẽ là một màn múa vô cùng đặc sắc kết hợp với âm nhạc sôi động. Chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu đến với phần biểu diễn của Hà My. Tiết mục này tôi thấy cũng không thể nổi hả? Tôi nói cô múa hiện đại và sexy lên, ai mướn cô múa bằng cái thứ đó hả? Ông đòi múa chuyên nghiệp, tôi đã múa chuyên nghiệp rồi, ông còn đòi gì nữa? Nhưng đây là quán bar, là vũ trường, cô múa cái đó cho ai xem hả? Tôi không thích. Tụi bay ra ngoài hết đi. Dạ. Dạ. Chú không nói là con múa dở, nhưng mình phải múa những gì cho khán giả muốn xem chứ. À, hay là vậy đi, để chú kiếm người huấn luyện lại từ đầu cho con nha. Tôi đã nói là tôi không thích múa ba cái thể loại rẻ tiền đó rồi còn gì. Không rẻ tiền chút nào đâu con gái. Bây giờ muốn trở thành người nổi tiếng phải vừa hát hay vừa múa giỏi, con hiểu không? Để chú tìm trường cho con học. Tại sao nhất thiết phải trở thành người nổi tiếng? Con nổi tiếng thì mới kiếm được nhiều tiền, con mới trả nợ hết cho ba con hiểu không? Nhưng mà chắc con không muốn con nhóc Hà Mỹ phải đến quán này làm ô sin đúng không? Ông không được đụng tới nó. Ok, với điều kiện con phải biết nghe lời, thi vô trường nghệ thuật tỏa sáng, học hành cho có bài bản đi. Được,
Chỉ cần tôi thi vô trường nghệ thuật đàng hoàng là được chứ gì? Tôi sẽ thi vô trường tỏa sáng, được chưa? Con bắt đầu thông minh rồi đó. Chú biết là căn nhà con đang ở sắp bị ngân hàng tịch thu rồi, nên chú sẽ sắp xếp cho hai chị em con một chỗ ở đàng hoàng ngay khi con thi đậu vô trường nghệ thuật tỏa sáng. Tưởng gì, vô ba cái trường đó tôi chỉ cần búng tay một cái là xong. Nhường lại cho những âu lo về đời. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn, như chưa lớn bao giờ như ngày thơ, mang theo những ước mơ, ôi mong mơ, đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm. Ôi trái tim trăm lần yêu mến. Anh Hai à, bài hát này là em hát dành tặng anh Hai đó. Ừ. Anh không ngờ là em gái mình lại giỏi đến như vậy. Do em, là em của anh Hai mà. Anh Hai có nhớ là ngày xưa khi mà ba mẹ mình vừa mới mất, lúc mà hai anh em mình còn đi lang thang ở Sài Gòn, anh nói với em á là tụi mình phải cố gắng chịu đựng, có ý chí thì sẽ thành công thôi. Câu nói này chị Thiều Dương cũng đã nói với anh. Vậy thì bây giờ anh định tính sao? Anh nghĩ là sự nghiệp ca hát của anh có lẽ cũng sẽ chấm dứt ở đây. Không, tại sao lại như vậy? Anh vừa mới nói với em á là bọn mình phải cố gắng, cố gắng thì mọi chuyện mới thành công. Em nghĩ rằng á là chỉ còn vài ngày nữa thôi thì dư luận sẽ im lại mà. Đâu là vào đó thôi anh à. Em nghe anh nói nè, anh là một đứa trẻ nghèo từ quê lên thành phố với một niềm đam mê ca hát và nhảy múa. Nếu như không có chị Thùy Dương bất chấp mọi thứ để giúp đỡ anh thì anh làm sao có ngày hôm nay được, cả em nữa. Rồi sao nữa? Bây giờ thì tụi mình vẫn phải tiếp tục chứ. Anh không biết nữa, nhưng bây giờ anh không dám đi ra đường. Người ta cứ bàn tán chỉ trỏ xôn xao. Nếu bất kỳ ai tới kiếm anh thì nói là anh không có nhà. Sao? Giờ có muốn tôi đem dao kéo đến tận đây không nè? Hả? Đi làm gì? Để làm gì hả? Thì để cạo cái đầu rồi vô chùa tu luôn. Nè, nghĩ sao vậy?
Bây giờ đến tôi mà cậu cũng không muốn tiếp chuyện luôn hả? Nói cho cậu biết nghe, một tuần trôi qua rồi, nhiệm vụ của cậu bây giờ là đi ra khỏi hang với tôi. Đi. Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Từ bữa chị Thùy Dương mất tới bây giờ, cậu có chạy qua thăm hai đứa nhỏ không? Nghe nói đâu á, ông Mạnh, ông bị chủ nợ siết chữ quá, ông chịu không có nổi, cho nên ông trốn sang Campuchia rồi. Trời ơi, vậy sao? Tôi đã hứa với chị Thùy Dương là chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Nè, nửa đêm rồi, định đi đâu vậy? Có chuyện ngày mai đi kiếm hai đứa nhỏ. Chị đã chốt cửa kỹ lắm rồi. Lát nữa mà tụi nó có vô đây á, em nhớ đầm im ra không? Dạ, em rồi. Chụp xuống dưới đi. Giờ trong nhà không có ai hết. Vậy bây giờ tụi nó ở với ai? Tại sao mình lại dám bỏ tụi nó đi chứ? Mà tụi nó là con gái chứ có phải con trai đâu chứ. Cho tương lai ngày mai sau.